Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối ngày 25 tháng 7, có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, theo Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp sóng trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 12 giờ 50 phút hôm nay 26 tháng 7.